mến nhé, ngày hôm nay thì Sơn đang có mặt ở một nhà một người rất là nổi tiếng của năm 2022 này. Và chính là người đạt giải nhất cuộc thi đua ngựa lần thứ 15 Bắc Hà đấy các bạn. Thì đây rồi, thì mình đang có mặt ở nhà anh gọi là anh Thang. Và hôm nay thì vào thăm nhà anh ấy và em chào anh nhá. Anh em vào chơi, có một tí quà cho các cháu, anh nhận giúp em nhá. Vâng, đây là mấy người ở đây là con trai à? Con trai, thế còn đây à, là bạn á? Vâng vâng, đây các bạn, anh Thang, chủ của chú ngựa 334. Và hôm nay thì Sơn vào thăm hỏi gia đình nhà anh ấy, thăm hỏi và thăm sức khỏe. Đây, chú ngựa đang ở bên ngoài đây rồi. Con ngựa này của anh Thang là nuôi được bao nhiêu năm tuổi rồi? 5 năm. Ừ. 5 năm. Đây, số báo danh thì vẫn còn chưa hết à? Chưa có thời gian tắm mà chưa phải. À thế anh đang bảo là đang chuẩn bị tắm cho nó đây à? Ừ. Bố ơi, nó chơi. Để lên tắm cho nó. À, ba, quay đi ba. Coi, đấy, coi. Đấy, bây giờ đi tắm cho nó luôn. Tắm ngoài nào, yên ba nào. Ba, yên nào. Bên kia con bên kia cũng phải nhà mình luôn à anh à? Con kia hôm vừa rồi có tham gia không anh? Không. Đấy, không tham gia đâu. Con nó cũng vừa bắt về mà. À, con đấy vừa mới bắt về à? Thế con này là mình bắt giống của nó ở đâu anh? Con này giống ở trên thành phố. À. Ba yên nào. Yên nha. Im nha ba. Nhưng mà những ngày bình thường như thế này thì anh có cho nó đi kéo hay gì không? Chỉ có đi thu thôi. À. Yên nào ba nào. Đấy, nhìn dáng con ngựa như quý vị và các bạn quan sát thấy một cái dáng ngựa trông nó rất là uy lực luôn. Im nha. Im nào, đừng động đậy. Dáng đẹp. Dáng cực kỳ đẹp luôn nhá. Nhìn nó khỏe. Các bạn, cái con ngựa để mà mình biết được là nó khỏe hay không thì một phần phải nhìn vào cái tai này đúng không anh? Hay là cái to ngực. À cái ngực, cái ức của nó đây anh. Cái ức của con ngựa đây. Ức của nó đây, ngực to đây. À vâng. Thế này bây giờ tắm cho nó cái cho nó sạch cái số báo danh. Báo danh đạt giải nhất vô địch thì vẫn còn ở trên mông của chú ngựa. Đấy, một con ngựa. Để mà nói thì đúng là mình vẫn cứ ấn tượng con ngựa này từ hôm vòng loại các bạn. Đấy, vừa qua cuộc nói chuyện với cả anh ấy thì như các bạn biết đấy, cũng rất là cố gắng. Và quan trọng là cái người khi mà người tham gia những cuộc đua khi cưỡi lên những con ngựa này thì cũng phải có những cái cách để mà điều khiển cái chú ngựa của mình. Đấy, và một phần là chú ngựa rồi. Chú ngựa của chúng ta nó phải có sức khỏe, chú ngựa chúng ta nó phải có tốc độ. Đấy. Thế rồi là cái cách điều khiển chú ngựa là nó cũng rất là quan trọng. Thế nào? Bây giờ cho tắm thì cho tắm ở đâu anh? Vậy, tắm ngay đây rồi. Vâng, thế thì anh cho ra nó tắm tí đi cho nó mát. Bây giờ thì mình để xem là cái cách tắm ngựa của nhà vô địch năm 2022 này như thế nào nhá. Ôi, sang lọt rồi. Okay, cái móng này móng của nó bị bật ra hay sao anh? Tôi rồi. Vượt tháo ra. Yên rồi ba. Cái này nó đang bị bật à hay là anh tháo ra đấy? Để tháo ra luôn. Bật ra. Yên nào ba. Ôi thế nó có đau không anh? Như thế à? Không đâu đâu mà. Đồng bóng không đâu đâu. Cái đấy thì những cái vết đấy là lần sau mình đóng vào nó có làm sao không anh? Lần sau này đóng bên trong. À. Bởi vì nó mọc ra mà. Cái đấy nó như kiểu móng tay móng chân mà. Vâng. Cái này móng như móng tay móng chân thì vâng. Nhà anh Thang này thì cũng ở ngay mặt đường thôi các bạn ạ. Đây thì cái địa chỉ giống như mình đây là như nào anh Thang nhỉ? Dạ, địa chỉ nhà mình ở đây là như nào nhỉ? Thôn Đa Bắc Ngam, xã Tài Trại. À đấy bắt đầu tắm. Thế này anh có cái vòi nước á, anh xịt cho nó cái thì xịt nó sợ con này nó xịt nó sợ á? Chị nó không quen này. Vâng. Vòi nước để tháo mấy bơm ra. À. Để tháo đi tháo lại. Đấy thì đã bằng vậy đấy. Trên mặc dù giải đua thì cũng đã qua được cả tuần nay rồi, thế nhưng mà trên mông của chú ngựa thì vẫn còn số báo danh ba ba. Đi ra ba nhá. Đấy, cả hai bên vẫn còn đấy các bạn nhá. Ê nào. Chú ngựa rất là đẹp, cái ngựa trông rất là uy lực. Thế thường ngày này thì mình vẫn chỉ cho ăn cỏ như bình thường đúng không anh? Cám. Cho ăn cả cám nữa hả anh? Có chứ, có cám chứ.
Thế lên nhà bà nha. Anh có cho nó đi vận động các thứ gì không? Bây giờ thì nếu sắp đua thì đi, bây không đua thì ở nhà thôi. Không đua thì cho ở nhà thôi. Thế thôi, nếu mà ấy để có thời gian thì cho lên đùa chơi. À. Cứ lên đùa chơi. Cũng không cho đi kéo cái gì anh? Kéo con này chưa được kéo. À. Huấn luyện, nếu mà huấn luyện kéo thì khả năng con này cũng kéo được. Nè, cũng vài hôm trước thì đùa cũng huấn luyện con này cũng huấn luyện kéo mà. Vâng. Ô cái kia có khi phải lấy cái bàn chải để tẩy nó mới cọ nó mới hết được. Dạ, 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 thôi cái này. Không cả nó hỏng cái lông cái da của nó. Ô con nào đợt nào cũng dính cả lông hết. Thế nó bởi vì nó là cái vôi mà anh nhỉ? Vâng. Đây cái sơn nhé. Sơn á? Vâng. Sơn mà. Em tưởng nó là vôi. Với sơn. Im nhá. Không đập nhá. Đứng im không? Đấy, rất là nghe lời luôn nhá. Thế tới đây thì anh có cái chương trình tham gia đua ở đâu nữa không anh? Chắc Sapa có, không có, chắc không có chương trình đua rồi. Sapa á? Thế Sapa thì thế nhưng mà anh đã có xem cái lịch cụ thể của nó có hay không chưa? Lịch thì trước có cả mùa 29 mà. Trước mùa 29. Đúng mùa 29 mà. Thế thì xem nếu mà có chương trình thì mình lại lên tham gia buổi trên Sapa nữa. Thế thôi. Anh nếu mà lên Sapa thì chắc chắn là em sẽ đồng hành cùng với anh từ ngày đi. Em hứa là sẽ đồng hành cùng với anh từ ngày đi để lên Sapa tham dự cuộc đua ở trên Sapa này, với anh. Lúc ấy đang huấn luyện để cho nó thì thỏ cho nó nằm ấy. Vâng. Vừa nằm xuống một phát lại con cho tuột ra sóng mẹ chạy mấy vòng. Thế à? Thế nhưng mà nó chạy ra tuột như thế đuổi mình đuổi nó thì con này đuổi nó vẫn về nhà mà. À. Thì lúc đấy con cho tuột con ngựa thì kể tuột cũng về hết con này. Nó vẫn tự về à? Vẫn tự về. Nó cũng vẫn nhớ nhà thôi nhỉ? Vẫn nhớ nhà mà. Vâng. Con này á, nếu mà đi thù nhá. Mà một mình chắc thù ấy, nó quay quay. Con một lát phát đứng im luôn. Đứng im tít luôn. Vâng. Yên nha bà nha. Yên nha. Yên nha. Yên đi mà. Tai nghe đâu. Đấy là anh có đặt tên cho nó không? Thì phải 33 ấy bây à? 33. Ừ. 33 bắt được cướp chứ. 33. Đi 33 mà. Alibaba. Đúng, đấy. Chú ngựa của anh Thang là anh đặt tên cho là Baba. Với Alibaba bắt cướp ấy. Rất là hay. Anh ấy cũng rất là vui tính luôn các bạn ạ. Là... Alibaba bắt cướp ấy. Yên là ba nha. Ba yên nào. Nhưng mà mình cũng nói nó như thế là nó nghe là nó cũng, có khi nó cũng quen đấy anh nhỉ. Nó quen mà. Vâng. Tấm nọ con này mà sổng cắn con đổ kia mà không ở nhà thì anh em về nấu cơm này quát bên nghe. Vâng. Nó bảo là làm sao con nghe bên nghe, bảo là làm sao bên nghe. Yên nha. Còn yên nha. Giờ đấy nè. Đấy. Yên là giờ đấy nào. Yên nào. Quen nó giờ hết cả dãi cả thứ hết. Mình bởi vì mình tiếp cận với nó hàng ngày thì ê, kiểu gì nó cũng sẽ yên nào. Nó biết nghe lời chứ. Yên là bao nào. Yên nào. Yên nào. Con này lúc nào rửa cũng rửa hết. Đấy, tắm cho mát nữa. Đi. Tắm không mát, không nóng qua nó không có đâu mà. Tắm cho nó mát, cho nó sạch sẽ. Ba. Đấy là cố gắng nếu xem đợt này mà có đua tiếp ở trên Sapa thì đưa em Ba này lên để tham gia cuộc đua trên Sapa nữa. Đấy, nhìn yên nào. Nhìn thì trông có vẻ là cũng hiền lành thôi nhỉ. Thế nhưng mà sức mạnh là tuyệt vời đấy, một cái sức mạnh tuyệt vời đấy, không đùa đâu. Trông thì yên ba nha, yên nha. Không mấy giờ tháo đi tháo về lười tháo, lười tật quá chứ. Không gì nó nóng hơn cổ. Cái thế là tính ra là tuổi của chú ngựa này là mới được khoảng tầm 5 năm. 5 năm là sâu đâu, 5 năm rồi. Vâng. Khoảng tầm 5 năm. Năm 19 bắt về được một tuổi. Năm 19 là bắt đầu bắt về á? Vâng, thì bắt về được một tuổi. Thì đúng rồi. 19 thì bắt 19 về. Là 20 là 2 này. 21 là 3. Thế thì mới khoảng 22. Hơn 4 năm, 5 năm. Thế. Thế nó cũng không phải là già lắm anh nhỉ? Không già lắm. Vâng. Tuổi đâu vẫn thoải mái nuôi được lâu. Thế là lúc anh mua con ngựa này là lúc em mua có đắt tiền không? Lúc mua với 20 triệu. 20 triệu? 20 triệu đi thì bọn nó với giả 17 triệu thì chủ đấy không bán. À. Không bán thì thôi thì 20
đi gạ suốt bảo không bán anh bảo chết thế đất cũng lấy. Một khi đã thích bắt đất bao nhiêu đất. Thế là giảm 17 không bán, thế này 20 cũng mua. Thế thì 17 nó không bán, thì nhiều người đi giảm 17. Thì mình giảm bao nhiêu bảo 19 không bán, bao nhiêu bán, thích quá 20 không lấy, bao nhiêu không lấy. Một khi đã thích. Một khi đã thích là một vài triệu không quan trọng. Ê, mình đã thích thì một vài triệu là quan trọng ấy. Vâng. Một khi mình đã thích của ý của nó cũng gọi là đủ cao của nó cũng tương đối mà dài nó cũng có... Dài nó tương đối thì thích thì lấy. Con này nhìn nó cũng rất là cao chứ có phải lấy đâu, cao dài. Nhìn cái dáng con ngựa nó trông nó rất là uy thế luôn. Ê. Vâng, chứ đâu phải là... Sao trước bé thế thì thích thì lấy. Vâng. Lấy về còn theo mẹ nó sớm mà con này. Thế còn con bên kia là anh mới mua thêm mới cũng được mấy ngày nay thôi à? Con bên đấy vừa mua thêm à? Con bên này là nó được mấy tuổi rồi anh? Con đấy tầm 3 tuổi, hơn 3 tuổi. Được hơn 3 tuổi rồi à? Vâng. Thế con đấy là anh mua ở đâu? Con đấy mua ở trong làng. Mua trong làng đây thôi á? À? Vâng. Con đấy mua... Tiền đấy, con đấy mua. Nhiều tiền không anh, con đấy? Con đấy hơn 40. Hơn 40? Ừ, mua 2 về đấy. Mua con bên này là anh mua 42 triệu rồi á? À? Ờ. Ôi thế là vừa rồi là giật giải nhất là về chỉ mua được con này thôi à? Thế thôi, được mới con đấy là giải nhất đấy. Vâng. Đây các bạn này, chú ngựa này là anh Thàng anh mới mua sau khi chiến thắng giải nhất của chú 334 kia. Thì anh vừa mua con thêm con này. Con này thì trông cũng khá là dài ngựa đấy các bạn ạ. Khá dài ngựa cũng khá cao. Đẹp, thì con này thì anh đã mua 42 triệu rồi các bạn này. Đấy, thế coi như là giải nhất vừa rồi là giải nhất đua ngựa Bắc Hà lần thứ 15 ấy. Thì giải nhất là được 50 triệu. 50 triệu thì anh mua con này mất 42 triệu rồi thì coi như là giải nhất vừa rồi tham gia là chỉ được chú ngựa đó thôi. Đấy. Còn đây vào khu bên trong. À đây cho nó vào chuồng à anh? Vâng, cho nó vào chuồng ạ. À. Đây đi khu bên trong nhà anh ấy này. Bên trong này là khu chuồng trại. Vâng. Chuồng trại là ở trong này. Rồi. Đấy. Đây là cho vào chuồng đây rồi. Đấy. Yên chưa? Con này mấy con kia là đang gọi nhau đấy. Đang gọi nhau, đang tìm bạn này. Thế con kia là có nhốt chung vào đây không hay là... Nhốt chung vào đấy hết hả? Cũng nhốt chung một chuồng này luôn đấy. Vâng. Hô, mẹ còn cho luôn nhỉ, mẹ rồi ra chết. Ở đây là cái đồ cho ăn là cũng là... Đây là cỏ voi anh hay cỏ là gì? Cỏ voi. Cho ăn cỏ voi cũng... Cái này phải thái ra như này anh? Thái chứ. À, cỏ voi là phải thái ra chứ mình đó. Không để ấy à, không. Quay nào ba, quay. Quay vào. Đít này quay vào cho. Đấy, đang... Im vào. Đang, anh đang điều chỉnh chú ngựa mình. Nói chung là nói có vẻ là rất nghe lời đấy. Còn này nếu mà sổ ra bắt mình bắt cái lồng tháo vào nó không vào hết mà. Vâng. Cần làm một bài kia, bài đâu, làm cho xem là hoàng. À. Bắt đi, bây giờ tháo lồng tháo ra, bắt lồng tháo, bắt sổ vào hết. Nói chung là nó ở với mình mấy năm trời rồi thì mình suốt ngày mình chăm sóc nó. Chăm sóc thì... nó mà do mình huấn luyện một phần đấy này. Vâng, mình chăm sóc, mình huấn luyện nó thì nó cũng hiểu một phần. Đúng nào rồi, đấy một chứ. Phần. Bởi vì nói gì nói như con vật thì nó cũng như con người thôi. Đúng như con người thôi mà. Mình huấn luyện, mình điều chỉnh là vẫn được. Thế chẳng thế thì nó lại nghe theo những cái sự điều chỉnh của mình để giật được giải nhất, đúng không anh? À đây là máy cắt, à máy này là máy thái cỏ đây à anh? Vâng. Thế là mình đi cắt cỏ về xong rồi là mình cho vào máy này thái ra. Cho để máy cho, thái mà. Cho ngựa ăn thôi á. Vâng. Thế thì chuồng bên này anh nuôi cái gì? Mấy con lợn bé. À đây có mấy con lợn đây à? Vâng. Mấy con lợn đen này. Đấy, đây là chuồng ngựa của anh ấy này. À, khuôn viên nhà anh ấy thì cũng khá là rộng các bạn ạ. Ở đằng sau này thì... dưới này là cái... Dưới này là cái suối rồi anh Thẳng. Chẳng biết anh ấy đi đâu rồi. Dưới này là cái suối rồi các bạn ạ. Đằng sau này cái suối rồi. Đấy. Và bên đằng trước này. Dưới này là suối rồi đúng không? Ờ. Đây là con trai của nhà anh Thàng các bạn nhé. Một cậu thanh niên. Em lấy vợ chưa nhỉ? Em lấy vợ con. À lấy vợ rồi, em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 97. À 97 à? Ôi 97 mà thấy em trẻ quá. 97 mà vẫn trẻ thật. Thế là lấy vợ ở tận đâu? Em lấy vợ trên 8 tỷ ạ. À thế được mấy cháu rồi? Mới được một cháu à? Mấy tuổi rồi con được mấy tuổi? Con em được sắp được 3 tuổi. À, thế à? Cái gì? Ờ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, nói chung là cố gắng tất cả mọi thứ em ạ.
Tiếp tục tắm cho chú ngựa thứ hai. Chú ngựa mà vừa rồi anh ấy đã giật giải nhất và mua được chú này 42 triệu đấy các bạn nhá, chứ không phải là 420 nghìn đâu. 42 triệu đấy. Chăm sóc là rất dài. Cố gắng chăm sóc chú này để sang năm cho chú này vào thi cùng với cả chú kia ở trong cuộc thi sang năm đây anh ạ. Cho cả hai con, mình được phép đăng ký hai con không anh? Chả biết đâu. Mi cả ôm bên này. Chả biết được cho phép một người cứ hai con không? Nhưng cho phép được cả tuần. Nhưng mà mình hai ví dụ như là hai bố con. Hai bố con thoải mái. Thế thì hai bố con thì cho con trai tham gia luôn. Em vừa bảo tên là gì nhỉ? Em tên Trương. Trương nhỉ? Ừ. Thế Trương thì đấy, bây giờ hai bố con chăm sóc con này, xong rồi sang năm là mỗi bố con một chú để tham gia với cuộc thi. Nhưng mà cái con này em nhìn cũng đẹp anh Thằng ạ. Đẹp ạ. Con này em nói chung là cũng không hiểu sâu về ngựa lắm đâu, nhưng mà em thấy là nhìn cái có vẻ là nó cũng uy lực đấy. Con này chạy gì nó hay phết đấy. Thế á? Chạy hay phết đấy, nhưng mà anh đã thử chưa? Rồi. Cũng thử rồi á? Rồi. Nói chung là mua là cũng thử đấy. Thử dám mua chứ. Thế nào? Con này cũng hiền lành, nhìn có vẻ cũng hiền lành nhỉ. À, con này hiền luôn kia nhỉ. Con này hiền lành, nhưng mà cái quan trọng là những cái bước nhảy thôi. Quan trọng là bước nhảy thôi chứ còn. Đấy. Rất là uy lực. Lại theo chân anh Thàng để đưa chú ngựa mới tạo này. Đấy, thành viên mới, đây gọi là thành viên mới. Cái mới này cho vào ở cùng với cả chú vô địch kia. Vào chuồng nào. Đấy. Vào chuồng. Vào chuồng. Đấy. Vào mạch. Vào mạch. Mạch. Coi, coi. Vào. Vào mẫu. Vào. Sau khi coi ra hai chú ngựa đã được tắm rửa sạch sẽ mát mẻ rồi thì đi vào đây và sẽ ăn ở trong này, ăn nghỉ trong này thôi. Ba nha, im nha. Đấy. Anh ba là đang ngườm ngườm em. Thế con này anh có đặt tên cho nó không? Con này chưa đặt tên. Chưa đặt tên à? Cháu nó bảo là tên gì nhỉ? Nana, nó con này ba con này Nana. Ba Nana. Nó ông ngoại đặt con này là Nana, con kia ba con này Nana. Thế là cháu bảo thế, cháu bảo đặt cho con ngựa mới này là Nana. Đấy, bây giờ đặt tên là Nana đi. Đấy, còn anh ba này là đang ngườm nghít em Nana đây. Con này nếu mà tụt quát nó dừng ngay con ba này. À. Con này con mới bởi vì lấy về còn chưa được bao nhiêu lâu. Đúng rồi, chứ mới về nó dù sao chăng nữa thì nó phải làm quen dần dần chứ. Trước mà chưa lấy con mới này về, thả hồng thấu này, không còn dây. Bắt quay bên nào quay bên này hết, bắt im chỗ kia phải im chỗ kia. À. Quay về đây chỉ tay im này luôn. Nhờ bây giờ có chỉ này, đâu là phải làm theo lấy luôn đấy. Rất là ngoan nhỉ. Nếu mà cho nó thích đi thấy tháo lòng thấu ra, thích lấy lòng thấu bỏ vào. Vâng. Mở cổng mở cửa ra bảo mở cửa ra quát bảo về bắt đầu đi chơi em mát thì các sổ vào thôi. À. Các sổ vào xong rồi lấy cái dây này buộc trên chia xong rồi buộc cái dây này xong. Vâng. Nói chung là nó ở với mình lâu thì nó cũng hiểu thôi. Nó hiểu mà. Nó phải hiểu những cái kiểu như là cái hành động hay là những cái câu nói thì nó kiểu gì nó vẫn sẽ phải hiểu, nó vẫn phải biết lắng nghe chứ. Nó vẫn lắng nghe hết mà cái này. Vâng. Số phận hiểu con người mà, mình tiếp xúc với nó nhiều mà. Vâng. Thấy nó nhiều nó cũng biết nghe hết này. Thế thì là những cái ngày thường thì anh Thàng là sẽ làm thêm những công việc gì? Chỉ ở nhà xem cháu ngựa, xem nằm nương thôi. Ăn thế... cháu đó, buổi sáng thì đưa cháu đi học, buổi chiều đón về. Vâng. Thế anh Thàng nhà có trồng được nhiều mận không? Là mận được tí rồi. Được mấy trăm cây thì ruộng bên kia năm nay người ta lấy hết có gì được mận. Thế là được tầm bao nhiêu gốc anh? Chắc hơn trăm ấy. Hơn trăm gốc á? Cả tả van, cả tam hoa lẫn nhau. Hơn trăm... Cả tả van, cả tam hoa. Vâng, thì những trồng tí, lấy đào tí. Vâng. Mới thiếu một tí. Thế đợt này tam hoa thì chắc nặng hết rồi anh nhỉ? Tam hoa thì bây giờ quả hết nhưng mà không được giá năm nay. Năm nay có vẻ là rẻ đúng không? Rẻ mà nó vân mù. Đấy thì để nát nữa em thấy chị bảo là còn hai sọt đấy, nát nữa thì em mua ủng hộ cho anh chị một tí.
Lần nào đi lên Bắc Hà thì cũng mua mận đem về làm quà cho mọi người. Nếu mà chả biết là nhà anh có để cái lần trước nhà em có mà Tả Văn con, Tả Văn năm nay con thua Tả Văn nên năm nay mất mùa. Tả Văn đúng rồi, hôm trước em vào em thấy nó không có quả mấy. Tả Văn không quả mấy mà. Vâng, Tả Văn cũng ít quả. Ít quả, Tả Văn ít quả, không có quả mấy. Đây, vào nghe nghiêng khu bếp nhà anh một tí nào. Đây khu bếp của nhà anh Thàng đây các bạn này. Theo như Sơn quan sát thấy thì nhà anh Thàng cũng nói chung là điều kiện thì cũng còn chưa được khá giả lắm đâu các bạn ạ. Vẫn còn khó khăn đấy. Các bạn nào mà yêu thích ngựa mà xem được cái video này thì có thể là lên chơi nhà anh Thàng nhé, để thăm hỏi, ngắm về những cái chú ngựa của anh ý và thăm gia đình khó khăn những ngôi nhà nhà anh ấy nhá. Vẫn còn cũng khá là khó khăn đấy. Và trong nhà thì vẫn là ngôi đây là vẫn là nhà sàn, nhưng mà anh ấy đúng không, anh xây cái tường này lên thôi chứ nhà thì vẫn là có nhà sàn chứ. Ừ. Thế này ở trên này là cassette. Ờ, thế xong rồi là đi dán giấy vào đây. Dán giấy này. Dán giấy này à. Ở cái giấy này thì dán thì nó chỉ một thời điểm nào đấy thôi, xong rồi nó sẽ bong. Chứ nó không thể bền mãi được. Đây, cho các bạn xem, các bạn nhìn rõ thấy cái gì đấy chưa? Giải nhất. Đây. Cái Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà này. Giải nhất đua ngựa truyền thống mở rộng lần thứ 15 và năm 2022 là tặng giải nhất cho anh Thàng đấy các bạn nhá. anh ơi, cái kia anh làm cái gì ấy, treo lên ấy đi. Hay nào? treo nó lên chỗ nào nhìn cho nó nổi bật hẳn đi. Treo nào nó nhà thì không cho treo chứ. Đấy. Có cái chỗ nào đây này. Theo em thì anh treo vào chỗ này này. Bên này bởi vì là bên này cái không gian nó rộng này. Không gian nó rộng thì anh cái kia thì anh xem là cho vào cái khung ấy. Cho vào cái khung ấy, sau đó là anh treo bên này. Để đoạn em xem cái đấy nó là cái khung cỡ bao nhiêu, em sẽ tặng cho anh một cái khung. Thì còn cúc kia bỏ đâu ra. Cái cúc đấy. Cái cúc đấy anh để chỗ đấy nó cũng không bị ấy quá. Đây như các bạn quan sát đây, cái cúp mà anh đã giật được giải nhất vô địch đấy. Thì anh để ngay trên này thì thực ra nếu như mà mọi người mà vào chơi không chú ý thì sẽ không nhìn thấy. Chính xác là mọi người vào chơi mà không chú ý là sẽ không nhìn thấy. Cái kia để đợi em xem là nó cỡ bao nhiêu, xong hôm nào em tặng cho anh một cái khung. Hoặc là em tặng cho anh một cái khung, xong rồi là cho vào cái khung rồi sau đó là cho vào treo ở bên này. Đấy, treo ở bên này thì nó sẽ nổi bật hơn, nhìn trông nó đẹp hơn. Cho vào cái khung kiểu như khung ảnh ấy kìa anh kìa. Đấy, kiểu như là khung ảnh ấy kìa. Thì nó đẹp hơn. Nhưng anh để cho này nhìn nó có vẻ nó hơi khuất. Thế mỗi người là xếp ra ngay là cái xếp vào kia để mà hà nhìn đẹp hơn. Đúng rồi. Đấy, phải ấy lại đi một tí. Bây giờ thì Sơn sẽ chụp ảnh cùng với cả anh Thàng nhá. Anh Thàng đấy, bây giờ Sơn sẽ cầm cái cúp này, em cầm máy này em chụp cho anh ấy nào. Đây cầm máy ảnh này. Ôi, chị phải tránh xa vào. Không, không đây đây, chị đứng vào đây luôn. Không, chị không đứng vào. Chị vợ của anh Thàng các bạn ạ. Chưa? Sao? Mệt quá anh nhỉ? Đợi đội chụp ảnh này. Nào ấy, anh em mình bắt tay nhau. Theo như lời hứa nha các bạn nha, thì Sơn sẽ tặng cho anh Thàng một cái khung để làm cái gọi là một cái bảng mà đặt giải nhất 50 triệu đồng này. Thì Sơn sẽ tặng cho anh Thàng một cái khung. Thì chắc là chuyến sau, hôm sau Sơn lên thì Sơn sẽ làm cái khung để vừa mấy cái kích cỡ này để sau đó là đem lên để lắp cho anh ấy, treo cho nó đẹp các bạn ạ. Thôi, bây giờ thì tạm thời cất nó đi. Rồi anh cất đi, đây, anh cất cả cái này hộ em luôn. Đấy các bạn ạ, hôm nay vào chơi nhà anh Thàng. Nhà anh Thàng thì lại được gia đình anh mời cơm luôn. Và bữa cơm thì cũng đang chuẩn bị đây rồi.
Và chắc là hôm nay thì Sơn sẽ ở lại ăn cơm với cả gia đình nhà anh ấy. Bây giờ Sơn sẽ di chuyển vào bếp để xem còn những cái món ăn gì nữa không nhá. Đây, con gái và con trai nhà anh ấy đang đang nấu ăn. Đây là món gì đây em? Đây là ốc đậu anh ạ. À, món ốc đậu đây à? Món ốc đậu này anh cũng ăn ở chợ vài lần rồi. Vài lần lấy không ít để xào. Ừ. Thế còn đây đang chuẩn bị xào thêm món gì? À, lấy ốc đậu ra xào, xào cùng với cả tỏi à? Vâng ạ, cho nó thơm. Ừ. Đấy, món ốc đậu, một món rất là truyền thống của người đồng bào vùng cao các bạn ạ. Món này ăn cũng khá là hấp dẫn, khá là ngon. À, con trai của anh Thàng các bạn ạ, cũng vì là vừa rồi thì bố tham gia đua ngựa cũng bị ngã ngựa đấy. Cho nên là trong quá trình là bạn Trương đang đi làm, hai vợ chồng đang đi làm ở Hải Phòng đúng không? Hải Phòng, thế là nghe bố bị ngã ngựa là về vừa chăm bố mấy cả, chăm cả ngựa nữa. Bố mua thêm cho một con ngựa nữa để chăm sóc huấn luyện. Thế là bây giờ đợt này là ở nhà luôn đúng không? Là 2008. Nói chung là gia đình nhà anh Thàng, nhà bạn Trương này cũng rất là còn khó khăn lắm các bạn. Mặc dù là vừa rồi thì là từ ai biết rồi nhỉ? Giật giải nhất của giải đua ngựa được thưởng là 50 triệu nhưng mà cũng thực ra 50 triệu thì nó cũng không to đúng không? Vì mình về thì đã chết, mua con ngựa đã mất 42 triệu rồi. Và đấy. Mời cả làng ăn uống thì đúng là vừa tròn cái tiền được giải đấy. Ừ, thì đấy như lúc chết ăn. Ừ, thì lúc đầu anh cũng nói chuyện với cả bố em ấy, bảo là thế là đặt được cái giải nhất được 50 triệu thì coi như là mua được con ngựa thôi. Đấy, còn đâu thì còn thừa vài triệu thì lại mời anh em làng mạc đúng không? Em vừa hỏi. Đấy. Tuần trước vừa nói chồng mất 7.000. Ừ. Kể ra thì thực ra 50 triệu thì ở quê mình thì nó kể ra thì nó cũng to, thế nhưng mà loanh quanh thì nó cũng chẳng được vào đâu đấy nhỉ. Thế đề chưa được mà. Ừ. Coi như là giải thưởng là mình được con ngựa. Đấy. Ô thế chị đi lấy mận về rồi à? Lấy về rồi. Thế là chị gửi ở trên đấy là? Đây đây đây. Không, như có nghĩa là không, chị đang gửi người bán. Gửi người bán hộ trên đấy á? Ôi, thế. Thế mà em tưởng là để nhà lại đâm ra chị lại phải đi đến đấy lại vất quá. Rồi bắt cái gì? Ở ngay đấy mà anh. Này. Này phải đi vòng lên tận đấy để lấy mận về. Vừa nãy thì mình có bảo là mua ủng hộ chị ấy mấy cân mận về làm quà, nhưng lại phải đi lấy mận ở tận trên kia. Ừ, tất cả các anh chị nếu mà xem kênh và thích thì ủng hộ mận cho nhà em. Cái hôm hôm ạ. Em thì có cả ngâm cả rượu mận, rượu lê và em cũng ngâm các loại rượu bán. À. Bây giờ thì cũng là buổi trưa rồi, thì Sơn vào thăm gia đình nhà anh Tàng. Anh đạt giải nhất đua ngựa lần thứ 15 Bắc Hà đấy các bạn. Thì cũng được lời mời của gia đình nhà anh ấy là ở lại ăn cơm, ăn bữa cơm với cả gia đình. Thì như các bạn quan sát đây thì bữa cơm thì cũng rất là nhiều những cái món ngon. Mà cái món mình có vẻ là khoái khẩu nhất là cái món ốc đậu. Thì đây là đầy đủ gia đình nhà anh Thàng nhá. À, còn thiếu hình như là vợ của Trương đang đi làm ở Hải Phòng. Vợ của Trương đang đi làm ở Hải Phòng chưa về. Vì công việc thì nên là Trương về trước, về nhà gọi là về chăm ngựa mấy cả bố vừa rồi là thi đua ngựa đấy thì bị ngã thì về hộ cho bố mẹ. Đây. Bữa cơm rất là đậm đà tình quê. Bây giờ thì chắc là Sơn cũng thì xin phép được cái kết thúc cái video này tại đây để Sơn ăn cơm cùng với cả gia đình nhà anh ấy thôi các bạn ạ. À, rượu mận. Rượu mận Bắc Hà này các bạn này. Đấy, đang định kết thúc video rồi nhưng mà thấy có chai rượu mận màu sắc thì khá là đẹp. Đấy. Có nhu cầu là Bắc Hà rượu mận rượu lê thì liên hệ với em nhá. Đấy. Đấy nhá các bạn, ai mà có nhu cầu là thứ nhất là nhà của anh Thàng đây thì các con nhà anh ấy thì cũng có thể là làm thêm những cái món, ví dụ như là có em nói qua lại là cái món gì nhỉ? Món cốm này. Vâng. Món cốm. Từ mùa này là nhà em bắt đầu bán mật tam hoa, hết mật tam hoa rồi đến mật tả van, mật lê ạ. Và trong cái mùa này thì nhà em cũng có ngâm rượu mật, rượu lê và các loại rượu hoa quả ở trên trên
Bắc Hà bọn em để bán. Và hết mùa mận lê này thì lại đến mùa cốm, nhà em sẽ làm cốm từ các công đoạn, từ đầu hái lúa đến công đoạn gói cốm cho khách. Nhà em trực tiếp làm sản xuất ra cốm ấy. Vậy tất cả quý vị khán giả mà ai có nhu cầu mùa mận cũng như là cốm hay là lê này, rồi là một số những cái sản phẩm ở trên vùng cao, thì có thể là liên hệ qua mình để biết đến gia đình nhà anh Thàng đây, để chúng ta có cái nhu cầu mua về những cái sản phẩm đó thì chúng ta có thể liên hệ trực tiếp qua Sơn nhé. Sau đó là Sơn sẽ giới thiệu để cho mọi người được biết đến và mua được những cái sản phẩm ở trên vùng cao các bạn nhé. Còn bây giờ thì chắc là Sơn cũng xin phép được kết thúc video này tại đây để Sơn ăn cơm cùng với cả gia đình nhà anh ấy thôi các bạn ạ. Rồi, Sơn xin phép được kết thúc video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.